Rainbow Shiny và Drag Tracy đã đồng ý có một ngày thư giãn chăm sóc cho bản thân. Thẩm mỹ viện Lali Lux sẽ tìm cách tiếp cận phù hợp nhất với mọi khách hàng. Hãy xem Lali Lu và tự kiểm chứng nào. Một cái bàn trắng, nhìn thật nhàm chán. Hãy làm nó tỏa sáng như cầu vồng nha. Cắt giấy màu ra thành nhiều mảnh. Dùng chút băng keo hai mặt và cái bàn nhìn hoàn toàn khác luôn. Hãy làm như vậy với các mặt khác. Tân trang lại cái gương cũ này thôi nào. Gương nhìn có vẻ hơi mờ. À, có lớp nhựa ở mặt gương nè. Khuôn màu trắng này nhìn như một tác phẩm nghệ thuật. Trang trí nó với các bông hoa. Tôi có cảm giác đang trong một vườn hoa khi ngồi xuống bàn này. Và tôi nhớ tất cả khoảnh khắc hạnh phúc của mình. Shiny tìm thấy một viện thẩm mỹ phù hợp với cô. Ở đây có đủ loại sơn móng tay. Shiny đây rồi. Hôm nay cô ấy muốn chăm sóc tóc của mình. Đầu tiên chúng tôi sẽ chải tóc. Sau đó tỉa đuôi tóc. Tôi cắt hơi ngắn rồi. Không sao, tôi thích nó. Cảm ơn. Đến thẩm mỹ viện của chúng tôi để thử nhiều dịch vụ làm đẹp hơn. Đương nhiên, tôi là khách hàng thân thiết từ bây giờ. Sắp xếp gương vỡ thành một cái bàn. Che chân cắt tông với giấy xốp kim tuyến. Màu này còn tối hơn cả chữ tối nữa. Gắn ria băng nhung để che phần nối và ria. Chúng ta cần trang trí bàn với tơ nhện. Một bông hoa sẽ rất hợp với những mảng màu tối này. Đặt các sản phẩm làm đẹp khác nhau lên. Đặc biệt khi khách hàng như Tracy đến. Chào cô Tracy, mời ngồi. Nếu cô muốn tôi có thể làm một ly cà phê nóng cho cô nha. Ở đây thật u ám, tôi thích nó. Chúng tôi biết không phải ai cũng thích cầu vồng và kỳ lân. Tôi nên sơn móng tay hay là cắt tóc đây? Hãy làm tóc trước nào. Ok. Dán que kem. Những tấm gỗ này sẽ giúp cái hộp được chắc chắn. Làm đế và nắp. Sơn tất cả thành màu trắng. Những sticker tươi sáng rất hợp để trang trí. Ví dụ như viên kim cương này nè. Những viên đá massage này thật là nhiều màu. Bỏ chúng vào trong hộp. Nó chắc đủ cho liệu pháp đá đấy. Một set đá massage tuyệt đẹp là thứ phải có ở một tiệm spa tốt. Shiny đã đặt dịch vụ massage. Khách hàng nằm lên bàn massage. Và nhân viên massage lấy đà sét đá. Các khoáng chất độc đáo này có tác động tích cực đến toàn bộ cơ thể. Shiny thư giãn và thích dịch vụ spa này. Tracy đã chọn máy sấy đứng để sấy tóc. Trong đây tối quá. Gắn vòng dây vào nắp. Thêm cái ống hút để vào giá đứng. Sơn nắp nhựa thành màu đen. Chúng ta có thể thêm hạt cườm nhỏ để làm cái đế vững cho máy sấy nha. Sơn cái giá và những chi tiết nhỏ bằng sơn acrylic màu đen. Và nó sẵn sàng. Ai sẽ nhuộm tóc tiếp theo? Hãy mong Tracy thích việc này nha. Tóc ướt quá, dùng máy sấy này. Tóc nhìn sẽ ổn hơn rất nhiều đó. Nó nóng quá đi. Như vậy là bình thường hả? Đúng vậy, chờ thêm chút nữa. Máy bị hỏng rồi nè. Tóc nối nhiều màu phát huy tác dụng khi bạn muốn thay đổi diện mạo. Chúng ta dùng kẹp trang trí để giữ chúng. Rất dễ để nối tóc đó nha. Nhưng kết quả không được tốt cho lắm. Tôi cần thêm tóc nối. Tôi chỉ có loại nhiều màu thôi. Loại nào cũng được. Cả hai nhà tạo mẫu đều đến xin lỗi Tracy. Chúng tôi có cách giải quyết. Tóc nối đến rồi đây. Đó, trông cô thật đẹp. Cô có điên không? Đây là thảm họa thời trang. Sơn trắng hộp đựng slam. Thêm sơn đen như vậy nha. Trang trí phần rìa với các nhánh cây.
có cây khô và tơ nhện ở đây nữa. Tiếp theo là làm móng chân. Lần cuối cô làm móng là khi nào? Oh wow, tôi xử được. Đầu tiên, cho chân vào trong nước ấm. Để lâu bao nhiêu cũng được. Hãy chăm sóc chân của cô. Được rồi, nó không đáng sợ đến như vậy. Chúng không làm trầy sàn nhà nữa. Lấy các hạt màu khác nhau và một cái ống hút. Gắn chúng lại để làm một lọ sơn móng nhỏ. Thêm một giọt keo nóng lên trên. Trang trí cái lọ với các ngôi sao và trái tim. Sunny vừa mới bắt đầu làm móng, nhưng bạn không thể chỉ dùng mỗi một màu. Cô gái của chúng ta muốn làm móng cầu vồng. May thay, Lalilu có màu cho mọi người. Vẽ cái hộp lên tấm bìa cát tông. Biết nếp gấp và gắn chúng lại. Chúng ta làm một cái hộp nhỏ với nắp. Trang trí nó với sticker. Cắt kèo hai mặt thành các sợi nhỏ. Sơn đen lên. Nó sẽ thành miếng wax lông với than hoạt tính. Không, tôi bắt đầu nghi ngờ những gì đang xảy ra. Đừng lo Tracy, wax không đau như vậy đâu. Hít vào. Nó đau lắm đó. Cắt tấm silicone làm sạch cỏ thành hai. Vẽ một cầu vồng và thêm nút bằng kim cương giả. Với một cái đèn UV như vậy, sơn móng của cô sẽ giữ được rất là lâu. Giờ cô cần để tay vào trong bóng đèn. Để phần móng lên trên và đừng bỏ tay ra cho đến khi nghe tiếng bíp nha. Nó đã được chưa? Lấy một tay ra nào. Chúng tôi sẽ phủ cái thứ hai với sơn mờ. Phải để nó khô thêm một lúc nữa. Móng tay sẽ trông tuyệt hảo trong vài tuần tới. Cho keo nóng lên mặt kính. Chờ đến khi đáy nắp nhựa khô lại. Bỏ phần trên. Để cái hộp rỗng. Cho slam vào trong. Và dán sticker. Ghi là Black Mask. Đây là một loại mặt nạ làm sạch da rất hiệu quả. Bạn sẽ thích màu này. Nhưng không phải kết cấu. Đắp lên mặt và chờ trong vòng 5 phút nha. Khi Tracy đang thư giãn với chiếc mặt nạ, con gái cô ấy bước vào. Con đang tìm mẹ sao? Tracy ngồi ở đó kìa. Mẹ! À, mẹ bị ma ám rồi. Bình tĩnh nào con yêu. Đây chỉ là mặt nạ thôi mà. Con yêu, con đang sợ mẹ sao? Con xin lỗi. Mẹ sẽ có một làn da mượt mà khi đắp xong. Cắt miếng này ra và cắt một cái cho phần giữ. Che viền với hạt cườm. Làm phích cắm. Thêm chút màu. Và máy uốn tóc đã sẵn sàng rồi. Shiny thường uốn tóc ở nhà, nhưng hôm nay cô ấy quyết định nhờ chuyên gia làm nó. Thợ làm tóc nhanh chóng uốn tóc bằng máy uốn tóc. Làm phấn với cây cọ. Sơn nắp kim tuyến và highlight nó lên như vậy. Đổ đầy hộp với phấn em bé. Thêm một lớp giấy xốp để bảo vệ. Và thêm một con nhện đồ chơi lên trên cọ. Phấn giúp da bớt tiết dầu vào mùa hè. Thợ trang điểm dùng phấn đánh cho Tracy. Chúng ta cần dùng loại sáng hơn. Nhưng đây là phong cách của tôi. Mẹ, mẹ, cho con xem với. Ủa, con không cố ý. Nữa, hôm nay không phải ngày của mình. Trong khi Shiny hoàn thành bộ móng của mình, con gái cô cũng tìm thấy việc để làm. Có nhiều lọ đẹp quá đi. Ủa, Aurora, con đang làm gì vậy? Đứa bé nhà Rainbow và nhà Dash làm nhân viên phát điên. Lúc đầu mọi người đều bối rối. Nhưng cô gái áo đen nhanh chóng tìm ra giải pháp. Các cô bé chỉ muốn làm điều đó. Giờ thì cả hai đều bận đọc sách rồi kìa. Và các bà mẹ tặng nhau thẻ quà tặng Lalilulus để họ có thể gặp lại nhau. Cuối cùng ai cũng vui và đẹp đẽ cả. Cho chúng mình một like và đăng ký kênh Lalilu nha.
Nhớ vào kênh của chúng mình và xem thêm nhiều hát cho búp bê nha.